các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ, Kissinger tại Paris. Tác giả Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. Giọng đọc Hải Yến, số 18. Chương 5. Tiến đến vấn đề thực chất. Năm mới 1971, năm mới với mọi người. Để có thể rút được quân Mỹ về, Nixon đã ra sức xây dựng quân đội Sài Gòn và thúc đẩy các cuộc hành quân bình định ở miền Nam Việt Nam, đưa quân đánh vào đất thánh ở Campuchia. Ông cho rằng cuộc hành quân ở Campuchia đã đánh một đòn chí tử vào lực lượng Việt Cộng, cắt được con đường tiếp tế qua Campuchia. Bây giờ còn con đường mòn Hồ Chí Minh, phải cắt nốt con đường này để cô lập hoàn toàn miền Nam. Ngày 18 tháng 1 năm 1971, Nixon triệu tập Roger Kissinger, Alexander Haig, Đô đốc Thomas More, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên quan Hem, Giám đốc CIA. Sau khi nghe Bộ trưởng Quốc phòng Melvin Leth vừa mới bí mật đi điều tra tình hình Nam Việt Nam về báo cáo, Nixon cho phép tiến hành một cuộc hành quân quy mô để cắt đường mòn Hồ Chí Minh bằng cách đánh vào lực lượng Bắc Việt ở Lào. Để dư luận Mỹ khỏi phản đối và cũng là để chứng minh cho sự lớn mạnh của quân đội Sài Gòn, tức là chứng minh thành công của Việt Nam hóa, ông quyết định lấy quân đội Sài Gòn làm chủ lực, Mỹ chỉ chi viện máy bay và pháo binh. Đóng góp chính của Mỹ là dùng trực thăng chở quân và hậu cần, dùng pháo thuyền nhỏ và B-52. Để cuộc hành quân ở Lào này mang nhãn hiệu Việt Nam đích thực, các nhà chiến lược Mỹ còn tìm cho nó một cái tên, Lam Sơn 719. Cho nó càng là của Việt Nam Cộng Hòa. Mục tiêu là cắt đứt con đường tiếp tế chiến lược của Cộng sản ở điểm nút Sepol, Hạ Lào. Từ 30 tháng 1, quân Mỹ đã triển khai lực lượng ở phía nam khu phi quân sự làm bàn đạp cho cuộc tiến quân sang Lào của quân ngụy Sài Gòn. Đồng thời, quân ngụy cũng chiếm lĩnh các vị trí then chốt ở vùng Quảng Trị. Đến mùng 7 tháng 2 thì đã hình thành đội hình tiến công. Ngày mùng 8 tháng 2 năm 1971, ba cánh quân của quân ngụy Sài Gòn gồm bộ binh, lính dù, thiết giáp vượt biên giới Việt-Lào ở Nam Bắc đường số 9 tiến về Sepol. Trong ngày đầu, cuộc hành quân tỏ ra thuận lợi, hy vọng sẽ chiếm được Sepol vào hôm sau, hoặc chậm lắm là ít lâu sau đó. Đây là những ngày mong đợi khá sốt ruột và đầy hy vọng lúc đầu của Bộ Tham mưu ở Nhà Trắng. Nhưng thật không ngờ, thời gian qua đi mà tin tức chiến thắng cũng ít đi. Ngày 12 tháng 2, quân ngụy đã bị đánh khá đau và phải dừng lại. 3.000 quân đã bị thương vong. Từ Washington, Kissinger luôn thúc giục đại sứ Mỹ ở Sài Gòn cho ông ta biết tin về cuộc thử nghiệm quy mô đầu tiên này của chiến lược Việt Nam hóa. Ông được báo tin rằng người ta không thể nghi ngờ quyết tâm và nghị lực của chính phủ Nam Việt Nam tiến hành tốt cuộc hành quân. Hôm đó đã là 20 tháng 2 rồi. Thời hạn dự định cho việc đánh chiếm Sepol đã sắp hết. Ngày 23 tháng 2, thời hạn định cho việc chiếm Sepol đã qua. Kissinger hỏi Westmoreland, nguyên tư lệnh Mỹ ở Sài Gòn, thì ông này đưa ra một dự đoán đen tối vì ít nhất phải có 4 sư đoàn Mỹ mới đánh chiếm và giữ được Sepol. Nhưng quân ngụy chỉ tung vào đó có 2 sư đoàn. Kissinger ở Nhà Trắng, sách đã dẫn 1059. Ngày mùng 1 tháng 3, Kissinger lại cho đại sứ Mỹ ở Sài Gòn biết mối lo lắng của ông và vẫn được bân cơ trả lời rằng chiến dịch ở Lào và Campuchia sẽ đem lại kết quả đã dự tính ban đầu. Nhưng ngày mùng 8 tháng 3, Abraham báo về Washington rằng Bộ Tư lệnh Nam Việt Nam cho rằng nhiệm vụ đã hoàn thành và đang cấp tốc rút lui quân. Henry Kissinger ở Nhà Trắng.
trang 1061. Thật ra thì trong hai ngày mùng 3, mùng 4 tháng 3, các cánh quân địch ở phía Bắc và phía Nam đường 9 khi đổ quân xuống gần Sepol đã bị đánh tơi tả, và ngày 18 quân Sài Gòn phải rút lui chiến lược trong sự hoảng loạn. Chắc người dân Mỹ chưa quên cảnh quân Ngụy bám càng máy bay để tháo chạy. Chiến lược cuối cùng ở Đông Dương có quân Mỹ tham gia yểm trợ đã kết thúc như thế. Đưa ra một lực lượng khá đông quân Ngụy vào một chiến trường mà địch thủ đã quen thuộc và chuẩn bị sẵn. Mỹ đã mắc sai lầm lần thứ hai sau cuộc hành quân vào Campuchia năm trước. Họ đã tạo thuận lợi cho đối phương tiêu diệt nhiều đơn vị được xem là tinh nhuệ của Sài Gòn, đồng thời để sơ hở ở tuyến trong, làm cho chính phủ cách mạng lâm thời có điều kiện phá kế hoạch Bình Định. Thất bại của việc hành quân sang Lào là tai hại cho Washington và Sài Gòn. Nó làm cho toàn bộ quân Ngụy miền Nam vốn đã suy yếu về tinh thần càng bị chấn động thêm, báo hiệu sự phá sản hoàn toàn chủ trương Việt Nam hóa chiến tranh của Nixon. Song song với cuộc hành quân Lam Sơn 79, quân Ngụy còn tiến sang Campuchia bằng hai mũi, một hướng về Snun và một về phía tây Kông Tum, đánh vào khu vực ngã ba biên giới để phá các căn cứ và đường vận chuyển chiến lược của Việt Cộng. Cuộc tiến quân đó đã không mang lại những kết quả mong muốn, tuy kéo dài mãi đến tháng 5 năm 1971. Thừa cơ, lực lượng địch bị hút sang Lào và Campuchia, các lực lượng kháng chiến ở miền Nam Việt Nam đẩy mạnh hoạt động, và kết quả là một số vùng bị địch Bình Định khống chế trong 2 năm 1969-1970 ở khu vực đồng bằng khu 5 đã được giải phóng. Vùng nông thôn Nam Bộ về cơ bản đã vượt qua thời kỳ khó khăn thử thách nghiêm trọng nhất của cuộc kháng chiến. Văn Tiến Dũng, Toàn Thắng, sách đã dẫn trang 87-89. Trước thất bại ở Lào, phong trào chống đối chính quyền Nixon ở trong nước lại nổi lên, lòng tin của nhân dân Mỹ vào Nhà Trắng càng giảm sút. Họ đòi Nixon phải nhanh chóng đưa con em họ về nước, xem đó là một mục tiêu cấp bách. Còn việc duy trì chính quyền Sài Gòn, nếu họ không tự mình thoát ra được, thì nay đã quá muộn. Hoa Kỳ không thể chịu đựng lâu hơn nữa sự đảo lộn ở trong nước do cuộc chiến tranh đẫm máu, bi thảm và vô đạo đức mang lại. Henry Kissinger ở Nhà Trắng, sách đã dẫn, trang 1066. Họ tố cáo Việt Nam hóa chiến tranh của Nixon là kéo dài chiến tranh và đòi định thời hạn rút quân có bảo đảm an toàn và lấy được tù binh về nước. Họ lên án Thiệu là trở ngại chính cho việc thương lượng hòa bình. Từ cuối tháng 4 đến tháng 5, luôn có biểu tình chống chiến tranh ở Washington. Lực lượng chống chiến tranh có cả cựu chiến binh Mỹ tham gia. Từ nhiều nơi đổ về Washington, phân phát tài liệu chống chiến tranh trong các cơ quan chính phủ. Họ tổ chức tuần lễ không tuân lệnh nhằm làm ngưng trệ hoạt động của chính quyền. Phong trào đã lan sang cả các nhà kinh doanh, các nhà tu hành. Ngày 22 tháng 2, Ủy ban Chính trị của Đảng Dân Chủ ở Thượng viện đòi rút tất cả lực lượng Mỹ, cả lực lượng yểm trợ và không quân trước 31 tháng 12 năm 1972. Tại Quốc hội, trong 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 7, đã có 17 dự luật đưa ra đòi hạn chế quyền của Tổng thống trong việc điều hành chiến tranh hoặc đòi quy định một thời hạn cuối cùng đơn phương rút quân Mỹ khỏi Việt Nam. Ngày 22 tháng 6, Thượng viện Hoa Kỳ với 57 phiếu thuận và 42 phiếu chống thông qua một nghị quyết bày tỏ tình cảm của Thượng viện đòi chấm dứt chiến tranh sớm hơn và đưa quân nhanh chóng về nước với điều kiện tất cả tù binh Mỹ được thả ra. Bên cạnh phong trào chống chiến tranh, nạn thất nghiệp trong thanh niên Mỹ lại tăng lên chưa từng có trong 10 năm qua. Kinh tế Mỹ khó khăn, đồng đô la mất giá. Bước vào năm 1971, miền Bắc đã có được 2 năm hòa bình để củng cố hậu phương lớn, làm nhiệm vụ chi viện cho cả 3 chiến trường. Đường vận tải chiến lược Hồ Chí Minh
vẫn được giữ vững và mở rộng. Trong năm 1970 đã đưa được 4 vạn tấn hàng vào miền Nam, gấp 10 lần năm 1969. Và sau thắng lợi đầu năm 1971, lượng tiếp tế vào Nam lại tăng lên. Riêng Nam Bộ, chiến trường xa nhất cũng nhận được 4.000 tấn so với 1.700 tấn năm 1970. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ tập 1 trang 68. Ở Campuchia, cách mạng đã đạt được bước nhảy vọt. Chỉ trong một thời gian ngắn, giải phóng được 2/3 đất đai và 3/4 dân số. Đến cuối năm 1970, đã xây dựng được một số đơn vị bộ đội địa phương và chủ lực. Còn ở Lào, ta và bạn đã phối hợp tiến công mở rộng vùng giải phóng Trung Hạ Lào, Atopơ, Saravan, mở rộng tuyến hành lang chiến lược, tích cực xây dựng lực lượng cách mạng Lào. Văn Tiến Dũng, Toàn Thắng, sách đã dẫn, trang 72. Trong thương lượng, vấn đề rút quân Mỹ hiện nay không còn là vấn đề mấu chốt như trước nữa, mà dần dần vấn đề chính quyền ở miền Nam nổi lên. Ta đặt hai vấn đề cơ bản, rút quân Mỹ và chính quyền ở miền Nam song song với nhau. Bởi vì có giải quyết hai vấn đề đó mới thật sự chấm dứt chiến tranh xâm lược và can thiệp của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Các vấn đề của một giải pháp có thể chia làm ba loại. Các vấn đề giữa Mỹ và Nam Việt Nam, các vấn đề nội bộ của miền Nam Việt Nam, các vấn đề nội bộ của Việt Nam. Âm mưu của chính quyền Nixon là tách vấn đề quân sự và chính trị và chỉ giải quyết vấn đề quân sự nhằm thực hiện việc rút quân ngừng bắn toàn bộ cả với Mỹ và Ngụy để duy trì và củng cố Ngụy. Quan điểm của Việt Nam là phải giải quyết toàn bộ và chỉ ngừng bắn sau khi giải quyết cả vấn đề quân sự và chính trị. Do đó, phải giải quyết hai vấn đề quan trọng là Mỹ phải định thời hạn rút quân khỏi miền Nam, Mỹ phải chấm dứt việc ủng hộ nhóm cầm quyền hiếu chiến hiện nay do Thiệu cầm đầu. Lúc này ở Mỹ, Đảng Dân Chủ và phong trào quần chúng cũng muốn tách vấn đề quân sự và chính trị, muốn giải quyết vấn đề rút quân và thả tù binh. Còn vấn đề chính trị nội bộ miền Nam thì họ không quan tâm lắm. Còn ở miền Nam, mâu thuẫn trong tập đoàn lãnh đạo Ngụy đang bộc lộ gay gắt, nhất là giữa Thiệu và Kỳ, phong trào đòi Mỹ rút, đòi thay Thiệu, đòi hòa bình, chống luật lệ bầu cử phản dân chủ của Thiệu, phát triển mạnh. Vấn đề đối với Việt Nam là tiếp tục giải quyết toàn bộ và tăng sức ép đòi Mỹ rút quân, buộc Mỹ định thời hạn rút hết quân trong năm 71. Phía Việt Nam gắn vấn đề tù binh vào vấn đề rút hết quân Mỹ. Vấn đề tù binh mà chính quyền Nixon dùng để kích động dư luận Mỹ và thế giới chống lại Việt Nam nay đã trở thành vấn đề mà họ phải đối phó. Chính phủ cách mạng lâm thời tập trung mũi nhọn vào Thiệu, vừa tăng sức mạnh tấn công, vừa phân hóa tập đoàn lãnh đạo Sài Gòn, tranh thủ được dư luận. Chính phủ cách mạng lâm thời chủ trương lập chính phủ hòa hợp dân tộc thay vì lập chính phủ liên hiệp lâm thời. Ngoài ra, chính phủ cách mạng lâm thời nói rõ thêm về chính sách hòa bình trung lập của miền Nam Việt Nam, nhấn mạnh khả năng mở rộng quan hệ kinh tế, văn hóa sau chiến tranh giữa miền Nam Việt Nam và các nước trên thế giới và với Mỹ. Từ tháng 10 năm 1970, không có cuộc gặp riêng nào giữa Xuân Thủy và Kissinger nữa. Cuối tháng 1 năm 1971, Đại sứ Liên Xô Sebakov ở Hà Nội thông báo cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng rằng trung tuần tháng 1, Kissinger đã nói với Dobrynin, Đại sứ Liên Xô tại Washington như sau: nếu như Mỹ cam kết đến một thời hạn cụ thể nào đó mà Mỹ sẽ thông báo cho Việt Nam rút hết quân Mỹ và Mỹ có thể không đòi cùng rút quân đội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra khỏi miền Nam Việt Nam. Vì đòi hỏi đó đối với Hà Nội là điều không chấp nhận được, Hà Nội không bao giờ thừa nhận có quân đội của mình ở đó. Thì quan trọng là người Bắc Việt Nam cam kết ngừng bắn trong thời gian quân Mỹ rút, cộng thêm một thời gian nào đó không dài lắm sau khi quân Mỹ đã rút. Kissinger không nêu thời gian cụ thể.
nếu bản thân người Việt Nam sớm thỏa thuận được với nhau về một sự thỏa hiệp hợp lý, và nếu sau đó chiến tranh lại nổ ra giữa miền Bắc và Nam Việt Nam, thì việc đó không còn là việc của người Mỹ nữa, mà là việc của bản thân người Việt Nam, vì Mỹ sẽ không còn nữa, nó sẽ vượt thời gian Nixon cầm quyền. Sự diễn biến như vậy sẽ làm cho bản thân người Mỹ thoát khỏi sự cần thiết phải tiến hành những cuộc đàm phán kéo dài và thực tế là không có kết quả về một giải pháp chính trị ở Nam Việt Nam. Và trong trường hợp quân đội Mỹ rút ra khỏi nơi đó rồi, thì tất cả công việc này sẽ chỉ liên quan trực tiếp đến bản thân người Việt Nam. Ngày 3 tháng 2, Thủ tướng nói với Sebakov. Mở đầu cuộc nói chuyện với Dobrynin, Kissinger đã đe dọa Việt Nam. Thật ra, ý của Kissinger không có gì mới. Đại diện Việt Nam đã nhiều lần nói với Mỹ ở Paris về ngừng bắn. Thủ tướng nhắc lại 3 điểm Xuân Thủy đưa ra ngày 10 tháng 12. Về việc Kissinger nói sẵn sàng gặp lại Việt Nam, thì thái độ Việt Nam đã rõ ràng. Việt Nam sẵn sàng vẫn để ngỏ cửa, ít ra cũng để tỏ thiện chí và trình bày lập trường của mình. 5 ngày sau, ngày 8 tháng 2, chiến dịch Lam Sơn 719 bắt đầu. Tháng 4 năm 1971, giải vô địch bóng bàn thế giới đang diễn ra tại Tokyo. Ngày 6, Trương Tác Đống, trưởng đoàn Trung Quốc, gặp trưởng đoàn bóng bàn Mỹ và chuyển lời mời đoàn Mỹ sang thăm Trung Quốc trước sự ngạc nhiên của chính trưởng đoàn Mỹ. Trái với mọi dự đoán, Mỹ đã nhận lời và một đoàn bóng bàn Mỹ đã tới Bắc Kinh. Đoàn không chỉ được các vận động viên Trung Quốc đón tiếp nhiệt tình mà còn được Thủ tướng Chu Ân Lai tiếp trọng thể tại Đại lễ đường. Ngày 21 tháng 4, Thủ tướng Chu Ân Lai chính thức gửi thư mời Tổng thống Nixon sang thăm Trung Quốc. Trung Quốc, dù có những bất đồng với Việt Nam, vẫn đang là người tích cực chi viện cho Việt Nam đánh Mỹ. Tại sao họ lại cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ lúc này? Nhất là trong lúc Mỹ vừa thất bại nặng nề cả ở Campuchia và Lào. Thật ra, cái gọi là ngoại giao bóng bàn là một cử chỉ cụ thể phản ánh một quá trình đã bắt đầu trước đó. Năm 1969, cuộc đại cách mạng văn hóa ở Trung Quốc về cơ bản đã hoàn thành. Chủ tịch Mao Trạch Đông ra sức củng cố quyền lãnh đạo của mình. Về đối ngoại, Trung Quốc điều chỉnh chính sách của mình, coi Liên Xô là kẻ thù số một và tìm cách cải thiện, tiến đến bình thường hóa quan hệ với Mỹ, nhất là sau khi Nixon vào Nhà Trắng. Từ tháng 11 năm 1968, Trung Quốc tỏ ý muốn nối lại các cuộc đàm phán Trung Mỹ ở Warsaw và cùng với Mỹ ký một thỏa thuận cùng tồn tại hòa bình. Tháng 6 năm 1970, Trung Quốc và Mỹ thỏa thuận là đại sứ Trung Quốc ở Paris, Hoàng Chấn và Kissinger sẽ tiến hành những cuộc đàm phán bí mật mỗi lần Kissinger đến Paris đàm phán với phía Việt Nam. Ngày 10 tháng 12, Chủ tịch Mao Trạch Đông qua Edward Snow gửi lời mời Tổng thống Nixon sang thăm Trung Quốc. Lời mời đoàn bóng bàn Mỹ sang thăm Trung Quốc mở một con đường liên lạc tiếp tục cuộc gặp gỡ Warsaw và sẽ được con đường liên lạc Pakistan nối tiếp. Kissinger rồi Tổng thống Nixon sẽ đi Trung Quốc. Trước đó, Trung Quốc không tán thành Việt Nam vừa đánh vừa đàm vì Trung Quốc còn gặp khó khăn bên trong. Nay cách mạng văn hóa đã hoàn thành, chính quyền của Mao Trạch Đông được củng cố. Trung Quốc lại có con chủ bài Việt Nam nên tìm cách bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Tất nhiên, Trung Quốc trước hết tính đến lợi ích của Trung Quốc. Mỹ có một chỗ dựa mới để ép Việt Nam. Việt Nam phải tiếp tục cuộc chiến tranh chống Mỹ trong những điều kiện mới, khó khăn, phức tạp. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trong các chương trình của WinWin Việt Nam phát trong các giờ 12 giờ 21 giờ hàng ngày. WinWin Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp.